Lúc hát quốc ca anh em kỳ nắm mắt và hát, có người khóc. Trước lúc đi tập bọn tôi toàn hát những bài đấy. Đây là cơ hội dành cho các thủ Việt Nam. Tô Vinh đã bị phạm lỗi rồi. Tôi lúc đấy tôi không dám nhìn. Đấy, lúc đấy là phải là phút 90 cộng 2 này. Lúc đấy mình cũng dám nhìn. Còn đây còn cơ hội cuối cùng nữa. Lúc mình nhìn sang khán đài B, mình cũng dám nhìn đối diện trực tiếp. Lúc đấy là mình vừa hòa khóc. Chỉ có lẽ khóc. Bây giờ tôi nói tôi vẫn còn chảy nước mắt.